Bánh kem cứu mạng. Tony à, tôi tin là Jonna sẽ đồng ý thôi. Cậu và cô ấy yêu nhau đã 2 năm rồi. Tự tin lên nha. Vâng, cảm ơn cô chủ. Cũng nhờ nhà hàng này của cô mà tôi gặp được Jonna. Jonna, hãy làm vợ anh nha. Ôi trời ơi, cậu đầu bếp nhà hàng đang cầu hôn với cô lễ tân kìa. Tuyệt quá, họ thật đẹp đôi. Anh Tony à, anh làm em bất ngờ quá. Em vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc sống gia đình. Em xin lỗi anh, hãy cho em thêm thời gian có được không? Jonna, chị không hiểu tại sao, nhưng mà Tony là chàng trai tốt, yêu em chân thành. Cả hai đã đến với nhau lâu rồi. Vậy mà... Chị Emma, em cũng yêu Tony mà. Nhưng điều kiện vật chất của anh ấy chưa đủ cho một cuộc sống gia đình. Tony đang phải sống trong căn hộ đi thuê. Bọn em mà lấy nhau bây giờ sẽ rất vất vả. Điều đó đâu có quan trọng bằng tình yêu của hai người dành cho nhau đâu. Em không thể tìm đâu ra một chàng trai tốt và yêu em chân thành như Tony. Cậu ấy thậm chí còn không màng tới tính mạng của mình để xông vào cứu em trong lần em bị bọn cướp tấn công đó. Em còn nhớ chứ? Chị Emma, chị nói thì dễ lắm. Chị là chủ của cửa hàng này với một cuộc sống dư giả. Hơn nữa, dù chị không nói ra, nhưng ở đây ai cũng biết chị đang có một người đàn ông bí mật, có đúng không? Thế sao chị cũng không cưới anh ấy đi? Đây chưa phải là thời điểm để bọn chị kết hôn mà. Nhưng đó là chuyện riêng của chị. Còn chị chỉ muốn nói với em rằng, tìm được người mình yêu và hết lòng vì mình không dễ đâu. Đừng để vụt mất cơ hội nữa. Anh Tony à, em xin lỗi. Hôm nọ chắc là làm anh mất mặt với mọi người lắm. Nhưng em vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân. Em có thể nói cho anh biết lý do được không? Em vẫn luôn nói là yêu anh, nhưng hết lần này tới lần khác từ chối lại cầu hôn của anh. Anh tưởng chúng ta đều đã sẵn sàng cho đám cưới rồi chứ? Em không thể cưới chồng và ở trong nhà trọ được. Anh biết mà, chúng ta sẽ thuê một căn hộ tiện nghi hơn. Anh sẽ cố gắng dần. Anh cũng đang tích góp tiền để mua căn hộ đi. Thôi đi, chuyện cưới xin của chúng mình cứ từ từ rồi tính. Mình về thôi anh. Tới giờ mở nhà hàng rồi. Chị Emma chắc đang nhắc tới chúng ta đó. Hình như chị Emma đi hẹn hò thì phải. Lần nào đi hẹn hò cũng mang hoa và khuôn mặt rất tươi. Không ai biết người đàn ông bí ẩn của chị ấy là ai. Chị ấy cũng đâu còn trẻ nữa. Sao chưa thấy họ làm đám cưới nhỉ? Có thể chưa phải thời điểm thích hợp thì sao? Hay còn là một lý do nào đó nữa. Chị ấy cứ khuyên nhủ người khác, chứ bản thân thì lại không yêu và cưới một cách vô tư. Hả? Lạ thật. Chị Emma thử váy cưới ư? Chị ấy sắp cưới. Nè, thiệp của em đây. Hả? Thiệp gì đây? Trời ơi, thiệp cưới của chị Emma. Đúng rồi Jonna, chị Emma sẽ cưới vào chủ nhật tới. Hả? Tại sao lại đột xuất như vậy? Chị ấy cưới ai? Có phải là người đàn ông bí mật mà chúng ta vẫn nhắc tới đó hay không? Hình như là phải. Chị ấy đang vô cùng hạnh phúc. Giờ thì chúng ta sẽ nhìn thấy người đàn ông bí ẩn. Em hết nghi ngờ là anh ấy đã có gia đình rồi nha. Dạ vâng, em không ngờ điều này thật lạ lùng. Đám cưới sắp bắt đầu rồi, mau lên. Em cũng phải trang điểm cho xinh đẹp chứ. Đám cưới của cô chủ cơ mà. Xong rồi thì đi thôi. Nhưng anh Tony đâu? Vẫn chưa chuẩn bị xong à? Bộ Tony không nói gì với cô ư? Anh ấy phải đi đâu đó nên đã tới chúc mừng cô dâu chú rể từ trước rồi.
À, mà Tony có viết thư cho cô nè. Hả? Anh ấy viết gì vậy? Làm sao mà tôi biết được? Chuyện của hai người sao lại hỏi tôi? Thôi, cất thư đi đã. Lát nữa về nhà rồi đọc sau. Nhanh lên kẻo muộn. Anh Ben, chúng ta đi đám cưới chị Emma cơ mà. Sao lại tới bệnh viện? Em nhìn lại địa chỉ ghi trên tấm thiệp mời đi. Đúng địa chỉ bệnh viện này mà. Thưa quý vị, lần đầu tiên bệnh viện của chúng tôi tổ chức lễ cưới. Thật không đúng với nhiệm vụ của mình, nhưng hôm nay là một lễ cưới vô cùng đặc biệt. Xin mời cô dâu chú rể bước ra khán phòng. Chuyện gì thế này? Cảm ơn mọi người đã tới dự đám cưới của chúng tôi. Đây là chồng của tôi, anh Edward. Lẽ ra đám cưới này phải được tổ chức cách đây 5 năm rồi. Nhưng mà... Cậu biết không, tớ và Edward đang rất hồi hộp cho đám cưới. Chính vì thế mà sẽ tổ chức đám cưới thật đơn giản thôi. Tớ đang chờ Edward tới đón để sắm thêm một vài thứ đó. Emma, anh ở đây. Emma! Sau tai nạn đó, Edward đã hôn mê sâu và sống đời sống thực vật trong bệnh viện này suốt 5 năm. Bác sĩ mới chỉ thông báo cho tôi biết cách đây một tuần thôi rằng Edward sẽ tỉnh lại. Nhưng mà mọi thứ chỉ là tạm thời. Có thể sau lần tỉnh này, anh ấy sẽ vĩnh viễn ra đi. Edward, em biết là sức khỏe của anh còn rất yếu nên anh không thể nói được. Nhưng anh hiểu hết những gì em nói, có phải không? Thì ra là vậy. Xin lỗi mọi người, bởi phải tổ chức đám cưới trong một bệnh viện, nhưng sức khỏe của Edward không cho phép chúng tôi được rời xa nơi đây. Không dễ gì tìm được người yêu thương bạn chân thành và sẵn sàng hy sinh vì bạn. Cho dù chỉ là một ngày Edward tỉnh lại, tôi cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội để làm đám cưới với anh ấy. Tony đâu? Sao anh ấy không tới? Jonah, anh nghĩ rằng bấy lâu nay chính em cũng nhầm lẫn về tình cảm anh dành cho em. Có lẽ hiện giờ em đang biết ơn anh thôi, chứ không phải tình yêu. Chính vì sự mang ơn đó mà em cố gắng ở bên anh, đúng vậy không? Em không mang ơn anh điều gì hết. Hãy quên tất cả đi và sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. Hồi đó... Cướp! Cướp! Cứu tụi bay! Cướp! Anh Tony! Cứu em! Jonah, anh nghĩ rằng đã đến lúc anh phải ra đi. Bởi anh không thể tiếp tục ở lại khiến em khó xử. Anh hiểu rằng tình yêu thì không thể gượng ép. Anh tin em sẽ tìm được người đàn ông xứng đáng và đủ điều kiện vật chất như em mong muốn. Anh Ben, Tony đi rồi. Ờ, Jonah, cô vẫn còn ở đây ư? Tony đã đi từ sáng nay. Chuyến bay sẽ khởi hành vào 11 giờ từ sân bay Telopham. Thật hả chị? Em phải đi tìm anh ấy. Xin lỗi chị, xin lỗi tất cả mọi người. Em đã làm gián đoạn buổi lễ quan trọng. Không sao đâu, nhanh lên đi. Cảm ơn chị Emma. Em sẽ giữ chân Tony lại. Em yêu Tony mà. Em sẽ không để mất cơ hội được cưới người đàn ông yêu mình chân thành và hết lòng vì mình. Đúng đấy, đừng đánh mất cơ hội. Bởi có thể em sẽ không tìm được cơ hội lần thứ hai đâu. Nhất định em phải giữ chân anh ấy. Nếu cần, em sẽ quỳ xuống chân cầu xin Tony ở lại. Hãy để tiền vào chỗ cũ. Buổi sáng không khí trong lành, lại được nhâm nhi một ngụm trà ngon thì còn gì bằng. Pookie, Pookie ơi, anh có ở nhà không? May quá, anh đây rồi. Kìa Ali, có việc gì mà sáng sớm anh đã sang đây tìm tôi thế này?
À, có chút việc đang muốn nhờ anh giúp đỡ ấy mà. Không biết anh có sẵn lòng không? Nếu như anh không chịu giúp tôi thì tôi chẳng biết nhờ ai nữa cả. Tôi với anh là hàng xóm bao nhiêu năm nay rồi. Có việc gì cứ nói, không cần phải khách sáo như vậy đâu. Anh cần tôi giúp chuyện gì nào? Anh đã nói vậy thì tôi cũng không ngại nữa. Chẳng là tôi đang cần tiền để mua ít đồ biếu mẹ tôi, nhưng lại nhặt nổi chưa được lĩnh lương. Anh có thể cho tôi vay 5 đồng được không? Khi nào có lương tôi sẽ mang sang trả anh ngay. Ôi trời, thế mà tôi cứ tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Chỉ là mượn 5 đồng thôi ấy gì. Tôi để tiền dưới gối nằm của tôi ở trong phòng ấy. Anh vào đó mà lấy, không phải ngại đâu. Vâng, vâng, thế để tôi vào trong lấy. Cảm ơn anh nhé. Pugi, anh có ở nhà không? May quá anh đây rồi. Có chuyện gì thế Ali? Chẳng là hôm nay tôi vừa mới lĩnh lương, chợt nhớ ra là hôm trước sang dây anh 5 đồng, nên hôm nay tôi mang trả lại đây. Cảm ơn anh vì đã cho tôi dây nhé. Có gì đâu mà ơn với huệ. Phiền anh cất lại 5 đồng đó vào chỗ cũ hộ tôi nhé. Tôi đang đọc dở cuốn sách này nên ngại đứng lên lắm. Với lại chúng ta đã quá thân thiết rồi, cũng không cần phải câu nệ làm gì. À, để tiền vào chỗ cũ à? À, được rồi, thế để tôi cất vào đó cho anh nhé. Anh cứ đọc sách tiếp đi. Nào, tao trả mày về với đúng vị trí của mày nào. Sao? Anh lại thiếu tiền à? Vâng, tôi lại cần tiền có việc gấp. Anh lại cho tôi mượn 5 đồng nhé. Tôi hứa sẽ trả lại anh ngay khi nhận được tiền lương. Không sao, anh thiếu thì tôi lại cho dây thôi. Anh cứ vào trong phòng ngủ của tôi mà lấy. Tôi vẫn để nó ở dưới gối như lần trước thôi. Đây chẳng phải là 5 đồng lần trước mình đã bỏ lại dưới gối cho Pugi sao? Vẫn còn nguyên vết sơn đỏ trên đó. Hình như anh ta vẫn giữ nguyên số tiền này mà không tiêu gì. Thôi kệ, mình đang cần tiền, cứ cầm đi đã. Này Pugi, tôi trả anh 5 đồng lần trước tôi dây này. Thật là ngại quá, bữa đó tới giờ cứ phải dây anh suốt thôi. Có gì đâu, lần nào dây tôi anh chẳng trả đúng hẹn. Tôi không để bụng mấy chuyện đó đâu. Hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau cũng là chuyện nên làm mà. Anh không cần phải khách sáo. Vậy thì 5 đồng này tôi lại để vào chỗ cũ cho anh nhé, như mọi lần nhé. Tất nhiên rồi, anh đã quá quen với việc đó rồi mà. Cứ thế mà làm thôi. Cái tai Pugi này thật là kỳ lạ. Lần nào mình sang dây tiền cũng bảo mình tự vào lấy, rồi mình sang trả tiền cũng bảo mình tự để vào chỗ cũ. Mà theo như mình thấy thì hắn ta không kiểm tra lại thì phải. Lần nào mình cũng cố ý để đồng tiền đã đánh dấu son đỏ mà vẫn y nguyên. Nếu đúng là như thế thì mình có để lại tiền hay không hắn cũng đâu có biết đâu. Nếu đúng là như thế thì mình cũng chẳng cần phải thật thà làm gì. Coi như mình đã bỏ tiền dưới gói rồi là xong. Dù sao hắn cũng đâu có biết đâu. Vậy là 5 đồng này sẽ thuộc về mình. Anh Pugi này, thật ngại quá, đã lâu rồi không sang dây tiền anh. Hôm nay lại cần anh giúp đỡ rồi. Ừ, đúng là lâu rồi tôi không thấy anh sang dây. Tôi cứ nghĩ là anh phát tài rồi cơ. Anh chỉ khéo đùa, tôi thì làm gì có cái số ấy chứ. Vẫn phải sang mượn anh 5 đồng đây. Tôi nói vui vậy thôi. Tuy lâu rồi anh không sang, nhưng vẫn cứ theo lệ cũ nhé. Anh cứ vào phòng ngủ của tôi mà lấy. Được, được, tôi biết rồi. Cái tên Pugi này, đã lâu như vậy rồi mà hắn cứ vẫn giữ thói quen cũ là để tiền dưới gối sao? Đúng là... Sao lại không có đống tiền nào thế này? Có sự nhầm lẫn ở đây chăng? Mình phải ra hỏi anh ta mới được. Này Pugi, anh bảo tôi vào trong phòng ngủ của anh để lấy tiền dưới gối. Nhưng tôi đã lật gối lên rồi mà chẳng nhìn thấy đồng tiền nào cả. Anh có nhớ nhầm không đấy? Tôi người nhớ nhầm là anh đó. Anh nói thế là ý gì? Tôi không hiểu. Anh muốn dưới gối có tiền thì trước tiên anh phải nhớ trả lại tiền vào chỗ đó chứ. Tôi nói có đúng không, Ali? Tôi muốn người ta không biết trừ khi mình không làm. Tôi chỉ nhắc anh vậy thôi. Thế nào, anh đã nhớ ra chưa? Tôi xin lỗi anh. Tôi sai rồi. Sau này tôi sẽ không dám làm thế nữa đâu.
Tôi hứa sẽ trả lại anh 5 đồng. Tôi hứa đấy. Karaoke, thứ thay đổi cách giải trí thế giới. Thành phố Kobe nước Nhật là nơi mà người dân rất yêu thích âm nhạc. Các nhà hàng, quán bar, nơi những ban nhạc sống hay lui tới, luôn đông khách. Ừ nè, cho tôi mượn một chút, tôi thuộc bài hát này lắm. Wow, wow, người yêu dấu hơi. Khắc Anh à, chơi cho tôi bài người yêu dấu nha. Hoa anh đào nở, anh lại nhớ em. Tình yêu xa hơi, tới đây hẹn hò. Ngày nào cũng một giờ khuya mới được về. Tôi ngán mấy vị ca sĩ bất đắc dĩ này quá rồi. Cứ đánh đi đánh lại một bài cho họ luân phiên hát để hơn thua nhau. Tôi chẳng thấy việc mình làm ý nghĩa gì hết. Biết làm sao được, họ là thượng đế của chúng ta mà. Ê, ở cái cô bê này, đến bò còn thích âm nhạc nữa mà. Các cậu à, có tin tốt lành đây. Các cậu có muốn kiếm thêm 100 yên mỗi tối không? Có chứ quản lý. Việc này là như thế nào ạ? Đơn giản lắm. Các cậu chỉ cần ở thêm một tiếng, đệm đàn cho khách hát là sẽ có số tiền ấy, xem như được tính vào tiền làm thêm giờ nha. Hả? Thì ra là vậy sao? Xin lỗi, tôi không muốn làm đâu. Chúng tôi tới đây để kiếm sống, nhưng trên hết, chúng tôi là những nhạc công chân chính. Chúng tôi muốn biểu diễn một cách chuyên nghiệp. Các cậu thì sao chứ? Hãy biểu quyết đi. Nếu chỉ có Inoue không muốn thì ý các cậu sẽ là quyết định cuối cùng. Tôi thế nào cũng được. Cậu ấy nói cũng có lý. Ban nhạc không thể thiếu Inoue. Cậu ấy vừa có thể chơi trống, vừa chơi được keyboard. Inoue, chẳng phải cậu cũng chỉ là một kẻ nghiệp dư, không hề biết nhạc lý mà chỉ chơi nhạc theo bản năng sao? Ông nói gì chứ? Một người bình thường cũng mong muốn được trở thành ngôi sao trên sân khấu. Hãy giúp những khán giả của chúng ta thực hiện ước mơ ấy. Thực chất nơi để họ thể hiện rất ít, nên khi thấy ban nhạc họ mới phấn khích như thế. Xin hãy hiểu cho những con người bình thường có đam mê ca hát đi. Ồ, những thành viên khác chưa đến sao? Ừ, vâng, để mà đệm hát đơn giản, chỉ cần một người chơi keyboard là đủ, phải không? Ừ, vâng, cũng có thể nói như thế ạ. Vậy thì tốt quá đi, đây là địa chỉ của tôi, nhờ anh tới nhà đệm đàn cho tôi tập hát, chả là công ty tôi đang có cuộc thi văn nghệ. Ừ, việc này tôi e là hơi khó, vì chúng tôi rất bận. Giúp tôi nha, tiền nong không thành vấn đề. Chả là ngày xưa tôi cũng mơ thành ca sĩ mà không được. Cuộc thi này cũng là dịp để tôi thỏa nỗi lòng. Ừ, anh Taki, thật ngại khi phải nói điều này. Nhưng từ ngày mai, tôi không thể tới đây đệm đàn cho anh được. Ban nhạc chúng tôi đang có một chuyến lưu diễn. Làm sao thế được? Tuần sau là tôi biểu diễn ở cuộc thi rồi. Inoue, tôi đã rất quyết tâm cho lần này, xin hãy giúp tôi đi. Ừ, làm sao bây giờ? Việc của ban nhạc tôi không có lựa chọn khác được đâu. Hãy tìm cách giúp tôi đi. Làm sao tôi có thể tập hát mà không có dàn nhạc được cơ chứ? Hát chay thì còn ra cái gì nữa? Không có dàn nhạc thì không thể hát sao? Thật ra thì bài hát vẫn vậy. Nhạc chỉ chơi đi chơi lại như một con robot, rất nhàm chán. Các vị thần, hãy phù hộ cậu bé Inoue. Mong phép màu đến với Inoue bé bỏng. Chỉ cần con được sống vui vẻ, cha mẹ không mong cầu gì nữa. Inoue, vì mẹ không chăm sóc con cẩn thận mới làm con ngã từ tầng cao xuống. Inoue à. À ơi, ngủ đi con. Con ngủ. Chính bác sĩ cũng đã nói rằng chấn thương của mình là không thể chữa khỏi. Vậy nhưng âm nhạc đã cứu giúp mình, và chắc hẳn sẽ còn giúp được nhiều người khác.
và đó chính là liều thuốc tinh thần. Anh là Inoue đúng không ạ? À? Tôi là Chico. Mạo muội xin gặp anh một chút. Anh Inoue, nhờ anh Taki, tôi được biết anh thường thu sẵn những bản nhạc đếm vào băng cassette cho anh ấy tập hát. Ờ, vâng, đúng rồi. Anh có thể làm giúp tôi một cái được không ạ? À? À, mà nếu là nhiều cái thì càng tốt ạ. À. Ừ, sao chứ? Cô cũng tham gia thi văn nghệ ở công ty sao? Không, không phải là như thế ạ. À. Chả là... Anh Todoshi! Todoshi! Tôi và anh ấy đã có hôn ước. Nhưng rồi, thế chiến thứ hai xảy ra. Todoshi nhập ngũ. Giờ anh ấy chỉ còn lại một chân. Một phần thân thể của anh ấy đã ở lại chiến trường. Anh ấy tràn đầy mặc cảm, nhất định không muốn gặp tôi. Tôi mong mình có thể hát bài hát ngày xưa anh ấy yêu thích, để anh ấy có thể mở lòng trở lại. Ừ, vâng, tôi có thể giúp cô. Có phải có rất nhiều người như Todoshi, những quân nhân trở về từ trận chiến? Inoue đã đấu một đầu máy thu cassette với bộ tăng âm cỡ nhỏ cho guitar, nhét vào một thùng gỗ sơn trắng nhỏ, rồi nối tất cả với một microphone. Thưa các vị, tình cờ sau những lần giúp khách hàng của mình có thể hát như những ca sĩ mà không cần ban nhạc đệm đàn, tôi đã sáng chế ra chiếc máy này. Máy hát tình karaoke này chỉ với một đồng xu. Các quý vị có thể thoải mái với niềm say mê âm nhạc của mình. Thật kỳ lạ, rõ ràng là bọn họ đã rất muốn được hát trên sân khấu như những ca sĩ rồi mà. Bản tính của người Nhật chúng ta là vậy, bên ngoài thì trầm lắng, không phải lúc nào cũng thể hiện sự sôi nổi của mình. Phải thể hiện đúng lúc, đúng cuộc chơi anh à. Anh Inoue! Anh Inoue! Anh Todoshi cứ muốn gặp anh. Cảm ơn anh. Ân nhân, nhờ có anh và chiếc máy phát nhạc của mình, tôi đã tự tin tiếp nhận tình cảm của Chico. Chúng tôi sắp làm đám cưới. Mời anh tới dự cùng chúng tôi nha. Anh Inoue! Đây là phiên bản to hơn của chiếc máy phát nhạc cho chúng tôi hát phải không? Nó có vẻ kèm cả mic hát đó. Nhưng dường như ở đây không ai hứng thú với chiếc máy này cả, cô Chico. Thật sao? Vô lý thật đấy. Tôi nghĩ chúng ta cần thử âm thanh để nó có cơ hội truyền đến mọi người yêu ca hát. Chẳng mấy chốc, cơn sốt karaoke lan đến các đô thị lớn như Osaka, Tokyo, dần dần ra toàn quốc. Inoue lập công ty Grison, tự chở trang bị kỹ thuật và các bài hát mới bằng xe tải nhỏ đến cho khách hàng mọi miền. Cuối năm đó, ở tuổi 31, Inoue làm ra chiếc máy hát karaoke đầu tiên mang tên Chuke 8. Inoue cũng không thể ngờ phát minh của mình được yêu thích đến vậy. Nếu Inoue đăng ký bản quyền sáng chế của mình, ông có lẽ đã trở thành một triệu phú. Thế nhưng, người đàn ông này tỏ ra không hề hối tiếc vì đã giúp mọi người được vui vẻ. Ông trả lời phỏng vấn rằng mình không phải một nhà phát minh. Ông chỉ đơn giản là kết hợp những thứ đã có sẵn với nhau, là một chiếc loa trong xe hơi, một hộp tiền xu
và một chiếc tăng âm nhỏ để tạo ra karaoke. Năm 1999, tạp chí Time châu Á đã đăng danh sách 100 nhân vật có ảnh hưởng nhất đến thế kỷ 20. Time vinh danh ông vì đã đưa lại tiếng nói cho người Câm và thay đổi diện mạo đêm châu Á. Từ đó, nhiều người biết đến Inoue đã tạo ra karaoke và làm thay đổi cách giải trí của thế giới. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về ông Daisuke Inoue người Nhật, người đã phát minh ra karaoke thay đổi cách giải trí của thế giới vào năm 1971. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!